Phanh tay điện tử hay phanh đỗ xe điện tử là một tính năng an toàn và tiện lợi trên nhiều xe ô tô hiện đại. Thay vì phanh tay cơ truyền thống, phanh tay điện tử hoạt động hoàn toàn tự động và thường có ký hiệu chữ P nằm trong một vòng tròn gần cần số hoặc trên bảng táp lô của xe. Hệ thống phanh này được thiết kế để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và ngăn ngừng xe đúng cách. Cách phanh tay điện tử hoạt động như thế nào? Khi tài xế muốn dừng hoặc đỗ xe, họ chỉ cần gạt cần hoặc nhấn nút. Hệ thống sẽ tự động hãm phanh thay vì cần phải kéo phanh tay như phanh tay cơ truyền thống. Nguyên lý hoạt động của phanh tay điện tử là sử dụng motor điện để hỗ trợ việc hãm và thả phanh thông qua lấy ký hiệu P. Khi đỗ xe và tắt máy, phanh tay điện tử tự động chuyển sang chế độ khóa để ngăn tình trạng quên kéo phanh tay. Điều này giúp ngăn ngừng xe đúng cách khi người lái quên kéo phanh tay. Hệ thống cũng tự động mở khóa nếu người lái quên nhả phanh tay và đạp ga, ngăn chặn tình trạng phanh bị kẹt hoặc phanh bốc cháy, bảo vệ hệ thống chuyển động. Khi muốn nhả phanh tay điện tử, tài xế chỉ cần thực hiện đồng thời thao tác đạp phanh chân và gạt nút điều khiển phanh điện tử. Khi việc này được thực hiện, đèn cảnh báo phanh tay sẽ tắt, cho biết phanh tay đã được nhả. Trên các xe số tự động khác, người điều khiển có thể đạp phanh chân và kéo lẫy điều khiển phanh điện tử để hãm phanh. Phanh tay điện tử mang lại nhiều ưu điểm. Nó tiện lợi hơn nhiều so với phanh tay cơ truyền thống. Người lái chỉ cần vài thao tác đơn giản để sử dụng, giúp tăng cường an toàn giao thông và tránh những tình huống không mong muốn. Phanh tay điện tử không chỉ tối ưu hóa không gian bên trong xe và đơn giản hóa các thao tác, mà còn làm cho nội thất trở nên sang trọng hơn. Đây cũng là lý do tại sao phanh tay điện tử ngày càng xuất hiện trên nhiều mẫu xe hạng sang. Sao sao an toàn hơn, sao sao trong tình huống cần phanh đột ngột, người lái có thể kích hoạt phanh tay điện tử. Khi được bật, chương trình máy tính của xe sẽ điều khiển phanh thủy lực trên cả bốn bánh thông qua hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, ESP, với một lực phanh nhẹ hơn một chút so với phanh hoàn toàn, cho đến khi xe gần như dừng lại. Lực phanh này ít cứng rắn hơn so với phanh tay cơ truyền thống, giúp ngăn ngừng xe một cách an toàn và tránh mất kiểm soát do chỉ phanh bánh sau. Sao sao vận hành thuận tiện, sao sao phanh tay điện tử thao tác thuận tiện hơn so với phanh tay cơ truyền thống. Người lái chỉ cần nhấn một nút để bật hoặc tắt phanh tay, đặc biệt thích hợp với các phụ nữ. Không còn cần phải nâng lên và khóa bánh sau như phanh tay cơ. Sao sao hỗ trợ dừng và khởi hành ngang dốc, sao sao phanh tay điện tử thường có tính năng tự động ngừng kích hoạt khi xe chạy và cũng giữ phanh tự động, brake hold, khi dừng ngang dốc, giúp người lái tiết kiệm năng lượng và giảm mệt mỏi. Sao sao tiết kiệm không gian, sao sao phanh tay cơ truyền thống yêu cầu một gạt dài, chiếm nhiều không gian ở khu vực điều khiển trung tâm, trong khi phanh tay điện tử gần như không tốn diện tích và không gian. Sao sao nhược điểm của phanh điện tử, sao sao mặc dù có nhiều ưu điểm, phanh tay điện tử cũng có nhược điểm. Chi phí sản xuất và sửa chữa của phanh điện tử thường đắt hơn phanh tay cơ. Tuổi thọ của loại phanh này thường thấp hơn. Nếu ắc quy hết điện, phanh điện tử sẽ không hoạt động. Một số tài xế cũng ghi nhận rằng khi đạp phanh, họ có thể cảm nhận rung nhẹ. Sao sao những điểm cần lưu ý khi sử dụng phanh điện tử, sao sao để sử dụng phanh điện tử một cách hiệu quả và kéo dài tuổi thọ, tài xế cần tuân theo một số hướng dẫn sau đây, không nên di chuyển trong khi đèn cảnh báo vẫn bật sáng, vì hệ thống phanh điện tử có thể không hoạt động đúng cách trong trường hợp này.